ngày 13 tháng 12 đến thăm các gia đình bị thiệt hại trong cơn bão số 12 tại huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đã trao tặng 20 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho các em học sinh cấp 1 và cấp 2 nhằm động viên các em cố gắng vươn lên trong học tập. Làm việc với Hội Khuyến học tỉnh Phú Yên, Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị hội cần quan tâm hơn nữa đến việc vận động người dân đăng ký gia đình học tập, dòng họ học tập, tăng cường công tác vận động quỹ khuyến học đạt chỉ tiêu nhằm tạo nguồn lực thực hiện hoạt động khuyến học, khuyến tài, kịp thời phát hiện những gương điển hình tiên tiến trong tự học, học tập suốt đời, để giới thiệu cho Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam biểu dương, khen thưởng.